nhá. Đấy, em tiếp tục đi dọn cỏ lên ô tô đây. Bác xem cho em xin một like và đăng ký nhá. Đấy, thời tiết miền Bắc lồm ẩm, mưa phùn phùn, đi làm khó chịu quá. Mấy hôm mưa ở nhà chơi dài các bác ạ, chơi dài người luôn, chơi lắm môn thông luôn. Bắt vào cái tháng Tết này khả năng nó còn chơi dài nữa. Mùa này mùa xuân đây. Chết. Mới ra rửa phải mất 4 tiếng đồng hồ.